Và quán ảnh Pháp chuẩn đề 2013. Đầu năm 2013, hai vợ chồng bạn Quang Bách ở Hà Nội đã góp công đức ấn tống sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Đặc biệt người vợ khấn nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đang trầm luân trong địa ngục. Những ngày sau đó, hai vợ chồng Bách liên tục nằm mơ thấy chú bà Năm Phương, vị chúa tiên thánh mẫu bản cảnh Hải Phòng, gọi xuống Hải Phòng. Cuối cùng hai bạn quyết định xuống Hải Phòng thăm đền Ngũ Phương chúa bà vào đúng ngày 6 tháng 3 âm lịch, ngày vía Phật mẫu chuẩn đề. Tình cờ khi đó tại chùa vẻn 244 Tô Hiệu Hải Phòng, Thượng sư Thích Liên Chiếu, chân Phật Tông tổ chức pháp hội và quán ảnh Pháp chuẩn đề nên hai vợ chồng đều tham dự. Trong pháp hội hỏa cung, vợ của Bách đột nhiên nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát từ trong lò lửa hiện ra, rồi bay thẳng đến trước mặt, ngài vung gậy tích trượng, ném vào người cô ấy rồi biến mất. Khi kết thúc pháp hội, hai vợ chồng có đem chuyện. Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời, cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu vốn do Địa Tạng Vương Bồ Tát gia trì. Nay vợ Bách ấn tống lại hồi hướng công đức cho chúng sanh dưới địa ngục là trùng với hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ công đức này mà được chứng kiến kim thân của Bồ Tát. Ngoài ra việc ném gậy tích trượng chính là tiêu trừ và thanh tịnh nghiệp chướng cho cô ấy. Xin chúc mừng hai vợ chồng đã tạo được công đức lớn. Ngoài ra mật pháp chuẩn đề chính là mật pháp mà Bách đã mong ước được quán ảnh để tu luyện đã lâu. Nay tình cờ khởi sự mà duyên lành đến quá trùng hợp. Thực sự là bất khả tư nghi. Facebook, bạn Quang Bách. Liên Hoa Thái Dương Anh Minh Họa là một pháp hội của chân Phật Tông trong thập niên 90.